Hello, xin chào các bạn Hôm nay mời các bạn đến với vòng đấu cuối cùng của siêu giải Naui Chess Qua 8 vòng đấu, Fabiano Caruna đang dẫn đầu với 16 điểm Theo sau là thần chớp Hikaru Nakamura được 13,5 điểm Và vòng đấu cuối cùng, Hikaru được xếp cặp đối với Fabiano Caruna Cuộc cạnh tranh chức vô địch chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Caruna với Nakamura Nhưng mà Caruna có lợi thế hơn vì anh chỉ cần hòa là sẽ chắc chắn vô địch còn Hikaru Muốn vô địch thì anh buộc phải thắng ở ván cờ tiêu chuẩn. Chỉ có chiến thắng ván cờ tiêu chuẩn mới mang lại cho anh 3 điểm và vừa vặn vượt qua Carona nửa điểm để đạt chức vô địch. Liệu rằng thần chớp Hikaru có thể lách qua khe cửa hẹp để vô địch giải NaO Chess năm nay hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Hikaru được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt E4. Carona đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo trắng đi mã F3 tấn công tốt đen E5. Đen đi mã C6 bảo vệ E5. Thông thường ở đây các kỳ thủ rất hay phi tượng lên B5 hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Rui Lopez. Riêng ở cái giải Naui Chess năm nay người ta cũng thống kê rằng khai cuộc Tây Ban Nha được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên ở ván cờ này Hikaru lựa chọn lên tượng C4 hình thành khai cuộc Italy. Carola đáp trả bằng nước mạng F6 tấn công tốt trắng E4 tạo thành biến phòng thủ hai mã trong khai cuộc Italy. Tiếp theo, ở tầm cao thủ, các kỳ thủ rất hay đánh chắc chắn nên thường sẽ để tốt d3 bảo vệ e4 và mở đường cho tượng phát triển, hoặc là có thể phát triển mã c3 bảo vệ tốt e4. Tuy nhiên, ở ván này, trắng nhảy ngay mã g5 kết hợp với tượng tấn công tốt đen f7. Ở đây, đen có thể phi ngay tượng lên c5 tấn công lại tốt trắng f2, tạo thành biến Chakler tách. Mã trắng ăn F7 tấn công đôi hậu và xe đen thì tượng đen ăn F2 chiếu. Vua trắng ăn tượng đen, mã đen ăn F4 chiếu, mở đường cho hậu lên F6 hoặc là H4 tấn công. Biến này mình đã giới thiệu trong khai cuộc Italy rồi cho nên mình sẽ không nhắc lại chi tiết nữa. Bạn nào muốn xem chi tiết có thể tìm xem lại. Còn ở ván cờ thực tế, đen không lên tượng C5 mà để tốt D5 tấn công tượng trắng. Tốt trắng ăn D5 và tấn công mã đen cũng trong video về khai cuộc Italy Mình có giới thiệu đến các bạn biến Fry Liver Attack Nếu đen lấy mã ăn D5 Thì trắng sẽ thí ngay mã ăn F7 Tấn công đôi xe và hậu đen Nếu tốt nhất cho đen là phải lấy vua Ăn mã trắng và bị mất nhập hành Hậu trắng F3 chiếu bắt lại mã đen Đen chạy vua E6 kết hợp với hậu bảo vệ mã Thế cờ diễn biến theo hướng này khá phức tạp Trắng mặc dù bị mất một quân mã Nhưng mà khiến cho vua đen phải xông ra giữa bàn cờ Cho nên lợi thế vẫn nghiêng về bên trắng một chút Do đó ở ván cờ thực tế, với tầm cao thủ top đầu thế giới, đương nhiên họ thuộc lòng biến này rồi Cho nên không lấy mã ăn lại D5, mà có lựa chọn chính xác là nhảy mã A5 tấn công tượng trắng Tượng trắng B5 chiếu, đen để tốt C6 cản chiếu Tốt trắng ăn C6, tốt đen ăn lại C6, tiếp tục tấn công tượng trắng Ở đây trắng có thể phi ngay hậu lên F3, ghim tốt đen C6 Hoặc có thể lùi tượng về E2 nhưng mà thực tế trắng lại lùi tượng về D3 Một nước đi thoạt nhìn thì có vẻ yếu Vì chặn mất đường tốt D2 tiến lên Khiến cho tượng C1 cũng không thể phát triển Tuy nhiên nước đi này thực tế lại không yếu một chút nào Vì tượng ở D3 kết hợp với mã chặn đường tốt đen tiến xuống E4 Giả sử bây giờ mà trắng chạy tượng về E2 đi Thì đen đẩy tốt H6 đuổi mã trắng chạy về E3 Đen đẩy tốt xuống E4 tấn công mã trắng Trắng lại phải chạy mã tiếp Mà nước tốt nhất là chạy mã E5 Thế cờ diễn biến thì hố này không có lợi cho trắng Khi mà đen có thể lên tượng C5 rồi hậu D4 để tấn công Do đó lùi tượng về D3 Thoạt nhìn có vẻ là nước đi ngỡ ngẩn Nhưng mà thực ra lại là nước đi tốt nhất trong tình huống này Tiếp theo Đen nhảy mã D5 chiếm lĩnh trung tâm và mở đường cho hậu tấn công mã trắng Trắng chạy mã về F3 tấn công tốt đen A5 đen phát triển tượng D6 bảo vệ E5 và chuẩn bị nhập thành. Trắng nhập thành. Đen chưa vội nhập thành mà nhảy mạng F4 tấn công tượng trắng. Trắng cũng chẳng còn đường nào để chạy tượng nữa. Chạy lên E4 thì đen để tốt F5 tấn công. Chạy về E2 thì đen thí mã ăn G2. Vua trắng ăn lại mã đen thì đen để tốt E4 tấn công mã trắng để dọn đường cho hậu phi lên G5 hoặc là H4. Đen chắc chắn bắt lại được mã trắng trong tình huống này. Lợi thế sẽ nghiêng về bên đen. Vì nếu bây giờ chạy mã thì trắng chỉ có thể chạy mã D4 hoặc là E1 mà chạy đi đâu thì hậu đen cũng G5 chiếu, kết hợp cùng cặp tượng âm dương, trắng chắc chắn sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng không chạy tượng mà có lựa chọn chính xác là phát triển mã F3 tăng cường kiểm soát ô E4, ngăn tốt đen tiến xuống. Mã đen ăn tượng trắng, tốt trắng ăn lại mã đen và bị tốt chồng khiến cho tượng trắng C1 khó lòng phát triển. Đen sau khi khiến trắng bị tốt chồng thì giờ mới nhập thành. Trắng để tốt B3 mở đường cho tượng lên B2 kiểm soát đường chéo lớn. Ở đây đen có thể phi ngay tượng lên A6 ghim tốt trắng D3. Nhưng mà thực tế đen bình xe E8 trước kiểm soát cột nhỏ E. Trắng cũng bình xe 1 làm đối trọng với xe đen trên cột nhỏ E Đen đẩy tốt C5 kết hợp với tốt E5 tạo thành thế gọng kìm làm cho trắng không thể đẩy tốt lên D4 được. Nhưng mà nước đi lại lại bịt mất đường kiểm soát của tượng đen. Nên trắng phi ngay tượng lên a3, sau đó có thể nhảy mã e4 kết hợp với tượng tấn công tốt đen c5. Đen lùi mã về c6 kiểm soát trung tâm, sau đó có thể nhảy tiếp vào d4. Trắng theo hoạch nhảy mã e4 tấn công tượng đen và kết hợp với tượng tấn công tốt đen c5. Đen lùi tượng về f8 phòng thủ vững chắc cho vua và mở đường cho hậu tấn công tốt trắng d3. Trắng binh xe c1, dồn thêm quân để tiêu diệt tốt đen c5. Nếu giờ hậu đen ăn d3 thì tượng trắng ăn c5, ép đen phải đổi tượng. Sau đó xe hay mã trắng ăn lại tượng đen thì trắng đều có thể đứng quân đẹp hơn. Trắng còn hơn đen được một tốt nữa, lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng. Ở đây đen nên nhảy mã b4, dọa ăn tốt d3, tấn công đôi hai xe của trắng. Nước tốt nhất cho trắng là phải đổi tượng lấy mã của đen. Ván cờ nhìn chung cũng chỉ cân bằng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen lại lựa chọn đẩy tốt F5 tấn công mã trắng Và đây là một sai lầm Trong lý sai lầm này Mã trắng ăn ngay C5 và bảo vệ tốt D3 Tạm thời trắng hơn đen hai quân tốt Tuy nhiên mã trắng lại đang bị ghim Đen lên hậu D5 dồn quân với tượng tấn công mã trắng Sau đó khả năng sẽ đẩy tốt E4 gạ đổi Trắng lên hậu C2 Vừa trồng quân với xe bảo vệ mã Vừa tăng cường kiểm soát ô E4 Làm cho đen không dám đẩy tốt lên E4 vì nếu đen đẩy tốt E4 Thì đổi quân thôi Tốt trắng ăn E4 Tốt đen ăn lại E4 Mã trắng ăn E4 Tượng đen ăn tượng trắng Mã trắng F6 chiếu bắt xe Lợi thế lớn sẽ nghiêng về với trắng Do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám đẩy tốt E4 Mà có sẽ D8 trông quân hậu trên cột nửa mới D Sau đó chắc là mới đẩy tốt E4 Trắng lúc này nhận thấy đang lợi hơn hai quân tốt cho nên mạnh dạn lên hậu C4 ép đen phải đổi hậu. Hậu đen ăn hậu trắng, xe trắng ăn lại hậu đen, chấp nhận cặp tốt chồng để cột C được mở thông cho xe kiểm soát. Sau đó sẽ lấy mã thịt tiếp tốt đen E5. Đến lên xe D5 kết hợp với mã bảo vệ tốt và kết hợp với tượng gây sức ép lên mã trắng C5. Lúc này trắng suy nghĩ khá lâu, sau đó quyết định bỏ cột E bình xe C1 trông hai xe gây sức ép trên cột mở C. Có xong xe bảo kê cho mã thì tượng sẽ lùi được về B2 kiểm soát đường chéo lớn. Đen phát triển tượng D6, trắng theo hoạch lùi tượng về B2, sau đó sẽ lùi mã về A4 mở đường cho súng cao su bắn phá mã và tượng đen. Đen lùi mã về E7 tránh khỏi cột mở C đầy nguy hiểm và kết hợp với xe bảo vệ tượng. Trắng lùi xe về C2 bảo vệ tốt D2 sau đó sẽ đẩy tốt lên c4 gạ đổi nhằm hết bị tốt trồng và sẽ mở được đường chéo cho tượng kiểm soát. Đen bình xe b8. Trắng theo hoạch đẩy tốt d4 gạ đổi. Ở đây nếu không muốn đổi tốt thì đen có thể đẩy tốt xuống e4 tấn công mã trắng. Nhưng mà chắc là sợ trắng sẽ nhảy mã lên e5 chiếm lĩnh trung tâm. Tượng đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại tượng đen. Từ quân tốt chồng lại biến thành quân tốt thông không có lợi cho đen. Do đó đen quyết định đổi tốt đi trắng luôn. Mã trắng ăn lại tốt đen và hiện giờ trắng vẫn đang hơn đen. Hai tốt lại tạo được một quân tốt thông ở cột D. Đen đẩy tốt A5. Trắng sau khi ăn lại được tốt đen thì lại lùi mã về F3 bảo kê vững chắc cho con tốt thông và mở đường cho tượng kiểm soát đường cháu lớn. Đen đẩy tốt H6 làm bà đạp dừng tiếp tốt lên G5 rồi có thể là G4 để tấn công mã trắng. Trắng lùi mã về A4 mở đường cho song xe gây sức ép lên tượng đen sau đó có thể lùi tiếp về C3 tấn công xe đen. Nhưng mà nước đi này làm cho A6 không được kiểm soát, đen liền phi tượng lên A6. Trắng lùi mã về C3 tấn công xe đen và kiểm soát trung tâm. Đen chỉ có thể chạy xe D3 hoặc là C5 và đen lựa chọn chạy xe C5. Trắng lên tượng A3 tấn công xe đen và tượng đen phía sau, đen chạy xe C6. Trắng quyết định đổi luôn tượng với đen để cho mã A3 có thể phát triển lên E5. Xe đen ăn lại tượng trắng. Trắng lại nhảy mã lên A4, mở đường cho song xe kiểm soát cột MC. Đen nhảy mã D5 kiểm soát trung tâm. Trắng đi xe C6 tấn công đối tượng và xe đen ép đen phải đổi xe. Nhanh chóng đưa về tàn cuộc thì 6 tốt đương nhiên sẽ mạnh hơn 4 tốt rất nhiều. Xe đen ăn xe trắng. Xe trắng ăn lại xe đen và tấn công tượng đen. Ở đây đen có thể chạy tượng về B7 tấn công lại xe trắng và kiểm soát đường cháu lớn. Nhưng mà thực tế, đèn nhảy mã B4 tấn công đôi xe vào tốt trắng A2, đồng thời bảo vệ tượng. Trắng chạy xe D6 bảo kê cho tốt thông tiến lên phong cấp. Đen lùi tượng về B7 kiểm soát đường chéo lớn. Sau đó, mã đen có thể thịt tốt trắng A2. Trắng lên nhảy mã về C3 bảo vệ tốt A2. Đen bình xe E8 kiểm soát cột mở E, dình mã trắng F3 mà di chuyển cắm xe xuống chiếu hết ngay. Trắng đẩy tốt H4 mở đường thoát cho vua. Ở đây thì đen nên đổi tượng lấy mã của trắng Khiến cho cấu trúc tốt cánh vũ của trắng bị suy yếu Nhưng mà thực tế đen lại lựa chọn đẩy tốt xuống F4 Không rõ định toàn tính điều gì Trắng lùi xe về D4 tấn công tốt đen Đen qua xe F8 bảo vệ tốt Trắng nhảy mã lên E5 kiểm soát trung tâm Đen lại qua xe E8 tấn công mã trắng Trắng chạy mã C4 tấn công tốt đen A5 Giờ trong tình thế cả hai tốt đều đang bị tấn công Đen đẩy tốt F3 gạ đổi Trắng đổi luôn tốt với đen. Tượng đen ăn lại tốt trắng, dọa cắm xe xuống chiếu. Trắng chạy trước vua lên H2 tránh nước chiếu. Đen nhảy mã vào C2 tấn công xe trắng. Trắng chạy xe D3 tấn công lại tượng đen. Đen lùi tượng về A8 vẫn duy trì kiểm soát đường chéo lớn. Trắng không lấy mã ăn A5 mà đi vua G3. Đen cũng đi vua H7. Trắng lùi mã về E3 gạ đổi mã. Càng đổi quân nhiều thì lợi thế của trắng sẽ càng lớn khi vẫn hơn hai quân tốt. Do đó đen không dám đổi quân mà chạy mã về lại B4 tấn công xe trắng. Trắng chạy xe D6, đen lùi mã về C6, sau đó thì nhảy vào E5 chiếm lĩnh trung tâm. Trắng nhảy mã D5 kiểm soát trung tâm, dọa nhảy tiếp vào C7 tấn công đôi xe và tượng đen. Đen chạy chiếc xe sang F8 kiểm soát cột nửa mở F. Trắng vẫn nhảy mã C7 tấn công tượng đen. Đen chạy tượng B7 Trắng lùi mã vệ E6 tấn công xe đen. Sau đó sẽ xuống xe D7 tấn công đối tượng và tốt đen G7. Đen chạy xe F7 kiểm soát hàng ngang số 7. Trắng dừng tốt F4 ngăn mã đen nhảy vào E5. Đen giờ bí nước lại lùi tượng về A8. Trắng dừng tiếp tốt H5 chặn đường thoát của vua đen. Đen bí nước lại qua xe A7 định đẩy tiếp tốt xuống A4 gạ đổi. Trắng liên đẩy tốt A3 Đen mà để tốt A4 gạ đổi này trắng đẩy tốt B4 lên ngay Với thế trận quá khó đánh Đen lùi vua về G8 Ngăn mã trắng E8 chiếu trộn Trắng dừng tiếp tốt f 5 Giải phóng ô cho vua tiến lên Đen bình xe E7 Gây sức em lên cả đôi mã của trắng Trắng theo kế hoạch đi vua F4 Bảo vệ mã C3 Bắt đầu đưa vua vào sông pha trận mạc Đen bí nước lại qua xe A7 Trắng dừng tiếp tục D4, sau đó sẽ tiến tiếp xuống D5 tấn công mã đen. Trắng càng đánh càng đè, sức ép càng ngày càng lớn, trong khi thời gian của trắng còn gần 3 phút thì đen chỉ còn hơn chục giây. Do đó, biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Siêu đại kiện tướng Fabiano Caruana đành chịu thua. Mm -hmm. uh, bringing the pieces slowly but sl uh, surely towards black's half of the board. The D-pawn's going to start running. White's extra pawns are going to count. And look at Fabiano. He's devastated, staring away, shaking his head. Now the white D-pawn comes. One of these moves is going to tip black over the edge. We'll see a handshake any second now. The winner of Norway Chess will be Hikaru Nakamura. And there we go. It's confirmed. Wow, wow, what a game by Hikaru Nakamura From an inspired opening choice to provoking Fabiano Caruana's terrible one-move blunder Chiến thắng này giúp cho thần chốc Hikaru xít sao lách qua khe cửa hẹp Trở thành nhà vô địch của Nowichat năm nay với 16,5 điểm Hơn Caruana đúng nửa điểm Chiến thắng này cũng giúp cho anh vững vàng ở vị trí top 2 thế giới không gì có thể lây chuyển được còn Manucasan, anh đã khép lại một giải đấu đáng thất vọng khi không thể thắng được một ván cờ tiêu chuẩn nào. Elo tụt gần 20 điểm. Thậm chí ở vòng cuối cùng, anh còn thua luôn cả thần đồng Nodivadu Satorov ở ván cờ quyết định Amageddon. Với chức vô địch, Hikaru nhận được giải thưởng trị giá 750.000 kronaui, tương đương khoảng hơn 1,6 tỷ đồng Việt Nam. Chúc mừng Hikaru! hy vọng anh sẽ gặt hái thêm được nhiều thành tích cả nghiệp cờ lẫn nghiệp livestream của mình ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại